Xin chào các bạn, hôm nay Vi muốn chia sẻ với các bạn về một số góc nhìn mà Vi đã nhận được khi Vi ngồi thiền. Điều thứ nhất, nhiều người thường hay nghĩ rằng tâm tham, sân, si là những tâm bạn cần phải diệt. Bạn nghĩ rằng cái tôi của mình hoặc là tâm trí của mình là kẻ thù của bạn. Điều đó là một sự hiểu lầm. Bạn sẽ làm sao có thể yêu thương bản thân mình, chấp nhận bản thân mình được khi mà bạn cứ cố gắng diệt đi bản thân mình cơ chứ? Bạn thấy mình nói có hợp lý không? Trong khi mình ngồi thiền, tham sân si đã hiện ra thành hình hài của ba đứa trẻ. Chúng ngồi quay lưng lại với mình mà không muốn nói chuyện với mình. Lúc đó mình hiểu được, tham là gì? Tham là một đứa trẻ con, đứa con của mình. Đứa con này nghĩ rằng cách duy nhất nó có thể bảo vệ được mẹ của nó, đó là nó cần phải tích tụ nhiều thứ, nó cần phải để dành thật nhiều kẹo. Nó không thể cho người khác được, và nó cũng có khả năng là sẽ lấy đi của người khác để đảm bảo được cho bản thân mẹ nó được an toàn và có được mọi thứ mà thân thể này mong muốn. Bởi vì đứa trẻ nghĩ rằng đó là cách duy nhất, nó không biết cách nào hơn, bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ. Vậy thì với tư cách là một người cha mẹ, bạn sẽ làm gì với một đứa con vì yêu thương mình, muốn tốt cho cha mẹ của mình mà lại không biết phải làm cách nào khác ngoài việc lấy đi của bạn hoặc là tích tụ một thứ gì đó? Hãy suy nghĩ với tư cách một người cha mẹ, bạn sẽ ngồi xuống nói chuyện với con mình như thế nào và làm những gì để cho tâm tham hiểu được điều còn nhiều cách để có thể bảo vệ thân thể này hơn, để làm cho mình có được mong muốn trong cuộc sống của mình hơn. Cái thứ hai, đó là tâm sân. Tâm sân là gì? Tâm sân là một đứa trẻ. Khi đứa trẻ đi học, một người bạn của nó chửi nó và chửi cả cha cả mẹ. Nó là một đứa trẻ và nó không biết bày tỏ bằng lời, nó không được hoạt ngôn cho lắm. Cách duy nhất mà nó biết đó là cầm một cái ghế và phang vào đầu bạn kia. Bạn kia chảy máu, cô giáo gọi bạn lên, phàn nàn. Bạn lên tới gặp con. Điều đầu tiên bạn hỏi con không phải là: con, tại sao con làm như vậy? Con có sao không? Đánh bạn rồi con có bị thương tích ở đâu không? Mà bạn lại hỏi: sao con lại đánh bạn? Con làm bố mẹ mất mặt quá. Như vậy, con bạn sẽ chẳng bao giờ muốn nói chuyện với bạn nữa. Nó sẽ quay lưng lại, không muốn chia sẻ nữa. Và càng lúc nó càng tách rời bạn ra, càng lúc nó càng hành động theo ý của nó, càng lúc nó càng giận dữ. Khi bạn không thể đối thoại với chính mình, khi bạn không thể tự bảo vệ chính mình, khi bạn không thể nói nên những lời bạn muốn nói với đối tượng mà bạn cho rằng là bạn cảm thấy cần phải biểu đạt, khi bạn cố gắng nén mọi thứ vào bên trong, bạn cố gắng nén cả ước mơ của mình, tâm tham, tâm sân sẽ hỗ trợ cho nhau. Và càng lúc bạn lại càng hình thành nên những cảm xúc ở bên trong mà chính bạn không thể lý giải nổi. Hãy trò chuyện với đứa con ở bên trong. Đứa con yêu thương bạn hết. Và cuối cùng đó là tâm si. Si là một đứa trẻ rất không tập trung. Bạn có bao giờ cố gắng dạy một đứa trẻ học cái gì đó chưa? Bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ có thể giữ sự tập trung của em trong vòng 1 phút. Sau đó thì em sẽ chú ý tới những cái khác. Và bạn sẽ rất vất vả, bạn mới có thể lôi kéo sự chú ý của em quay trở lại để lắng nghe lời bạn. Thậm chí bản thân bạn, ngay tại lúc này cũng vậy thôi. Bạn không thể tập trung được, bạn rất dễ bị phân tán tâm tư. Vậy thì, she là một bức màn. Một bức màn không cho phép bạn nhìn xuyên thấu qua nó để buộc bạn phải đi trong một trường ngữ cảnh. Nó tạo ra cho bạn một trường ngữ cảnh để bạn có thể nỗ lực, để bạn có thể vượt qua. Và khi bạn vượt qua được thì bạn mới có được cảm giác vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Khi bạn nỗ lực để đạt được điều gì đó và khi bạn được công nhận, khi bạn hoàn thành được việc gì, cái cảm giác hạnh phúc và tự hào đó chỉ có thể có được khi bạn ở trong trường ngữ cảnh của sự mê mờ này. Đó là lý do mà cuộc sống được tạo ra,
cho chúng ta được kinh nghiệm bằng cách nỗ lực. Bạn sẽ không thể nào cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu như bạn đã chưa bao giờ cố gắng hết mình. Ngồi thiền cũng vậy, bạn sẽ cảm thấy tâm trí của bạn không một bức màn. Đôi khi bạn sẽ buồn ngủ, đôi khi bạn thấy bạn lơ mơ nghĩ ngợi đủ thứ. Đó chỉ là bản chất của tâm si mà thôi. Nhưng nếu như bạn từ từ thành thạo hơn, bạn sẽ cảm thấy tự hào về chính mình. Vậy thì câu hỏi bây giờ đó là chúng ta cần phải làm gì với ba đứa trẻ này đây? Sư ông Nhất Hạnh, vị thầy thiền sư nổi tiếng thế giới, người có trí tuệ to lớn, chưa bao giờ dùng từ diệt tâm tham sân si cả. Ngài dùng từ chuyển hóa. Chuyển hóa tâm tham sân si, chuyển hóa tâm trí. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng bạn hãy dạy những đứa trẻ này biết những cách tốt hơn để chăm sóc chính mình, chăm sóc và có được điều mình mong muốn. Cách thức là gì? Bạn hãy bắt đầu với thiền định. Khi bạn ngồi thiền, bạn sẽ nhìn thấy đứa trẻ tâm trí của bạn, nó quấy phá như thế này này. Nó giãy, nó khóc, nó la, nó giận dữ, nó chạy đi đây đi đó. Nó làm mọi thứ, nhưng nó không nói chuyện được. Nó chỉ là một đứa trẻ, vậy nên nó sẽ đưa tới cho bạn một cơn bão cảm xúc. Vậy bạn, người mà bạn thật sự là, chính là người cha này. Bạn chỉ cần tách mình ra khỏi tâm trí, có mặt cho con, có mặt, quan sát, kiên nhẫn, yêu thương, xem xét. Khi bạn tách mình ra khỏi đứa trẻ tâm trí đang quấy phá, bạn trào lên một cảm giác được bình an cho con, yêu thương và kiên nhẫn. Và rồi đứa trẻ sẽ quay trở lại, nó mong muốn tình yêu thương của bạn. Và bạn ngay khi đó có thể trao cho tâm trí tình thương, bảo với con những điều đúng cần phải làm, dạy cho con những cách khác hơn. Bạn thậm chí còn có thể nói với tâm trí mình, hãy yên lặng, thoải mái, ngồi và tĩnh lặng cùng ta. Chỉ cần cho con cảm giác được bình an giống như bạn mà thôi. Khi bạn tách mình ra khỏi tâm trí, khi bạn trở thành người cha mẹ yêu thương này, yêu thương bản thân mình, lúc đó bạn sẽ không còn bị tâm trí quấy phá nữa. Bởi vì bây giờ bạn biết mình là người lớn hơn, mình hiểu biết hơn và mình sẵn sàng trao đi yêu thương. Thiền định chính là như vậy. Khi bạn yên tĩnh chỉ ngồi và quan sát, tách mình ra khỏi tâm trí, đứa con đang quấy phá không phải là đối tượng để cho bạn hủy diệt. Nó là đối tượng cho bạn yêu thương, hướng dẫn và chăm sóc. Bạn chính là người cha và người mẹ đó. Một khi bạn hiểu được và bắt đầu yêu thương, chấp nhận bản thân mình, bạn bắt đầu có thể dạy dỗ và chuyển hóa tâm. Một khi tâm tham được chuyển hóa, nó sẽ chuyển thành tâm ham. Ham học hỏi, tò mò, ham sáng tạo mọi lúc. Nó trở thành một đứa trẻ cực kỳ sáng tạo. Một khi tâm sân được chuyển hóa, bạn sẽ giàu nội lực, giàu nghị lực, kiên trì, bền bỉ, dũng cảm. Tất cả đều là cùng một năng lượng, chỉ là hai mặt khác nhau của đồng tiền. Một khi bạn hiểu được, bạn sẽ trở thành một người làm chủ được năng lượng cảm xúc của mình. Còn tâm si, khi bạn chuyển hóa được tâm si, bạn sẽ bắt đầu làm chủ hiện thực. Bạn sẽ sáng tạo ra hiện thực của mình. Có thể các bạn có thể muốn tham khảo quyển thứ 5, Nên một với Thượng Đế. Đây là quyển sẽ dạy cho bạn biết làm thế nào để tận dụng và sử dụng tâm si để sáng tạo hiện thực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng video này sẽ có ích cho nhiều người. Cảm ơn và chào tạm biệt.